được á. Nó phù hết trơn người luôn. Nó hư phù hết trơn rồi. Thấy là tội nghiệp cháu. Đau đớn biết gì nói nha. Đau đớn rồi nó bệnh nó. Bác sĩ rồi nó dặn má nó, nó phẫu thuật em ơi này nè. Má có lo tiền được không? Rồi má nó mới nói là bây giờ nếu mà con đồng ý thì má sẽ kiếm tiền. Dạ, rồi chưa được kiếm tiền đi nữa, thành ra trong khi đó. Dạ, lời nói đầu tiên thì tôi xin gửi lời chúc cũng như cô chú cũng như quý nhà hảo tâm cũng như quý khán giả xem trên kênh Cường Calamen. Thì giờ buổi chiều ở cả nhà thì Cường cũng đã về nhà rồi, sau khi nhận được cái thông tin là em Trinh cũng 24 tuổi cũng như là mới vừa sanh đứa con khoảng 1 tháng rưỡi ở cả nhà, thì cho nên đó là khi sanh thì đã 1 tháng thì đã trở lại một căn bệnh cũng rất là nặng. Thì cuối cùng thì em cũng đã ra đi, bỏ lại một đứa con 1 tháng rưỡi anh chị rất là đau lòng. Thì chỗ Trinh á thì cũng đã bệnh cũng rất là lâu rồi, gia đình cũng đã bán hết những cái tài sản, bán đất, bán nhà thì để chữa trị. Thì quá trình mà gia đình cũng đã cố gắng hết sức thì căn bệnh lại không hết. Thì cuối cùng thì gia đình cũng vướng vào những nợ nần tiền bạc. Thì hôm nay Cường cũng như đến để cập nhật chia sẻ một cái câu chuyện, một cái hoàn cảnh cũng như là đặc biệt là rất là khó khăn. Thì bây giờ Cường cũng mời quý nhà hảo tâm cũng như quý khán giả xem trên kênh Cường nhé. Cả nhà cũng như có thiện mến thì hãy cho Cường một chia sẻ và một đăng ký kênh. Cường cũng xin kính chào ông bà cô chú, xin chào cả nhà luôn ạ. Mình ở nhà gần đây hả ngoại? Dạ. Dạ. Thì tôi là bà của Trinh ha. Dạ. Dạ. Bà gì ha? Dạ. Bà gì hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ tôi 77 rồi cậu. 77 hả? Dạ. Rồi cũng như là Trinh thì cũng bệnh đã lâu ha. Dạ cũng lâu lắm nha. Tại vì nó cũng khổ, không có tiền thuốc men rồi mình cũng không có đoán được cái chuyện bệnh của nó, tới dập viện em mới biết vậy vậy đó. Dạ. Lúc đó thì mình cứ nghĩ là khi mà bán nhà đã có số tiền thì cũng như điều trị thì cứ nghĩ là nó sẽ từ từ nó hết ha. Dạ. Dạ. Thì cho nên nó thì cuối cùng là nó đã trở nặng lên. Dạ. Dạ. Thì sau khi điều trị hồi nãy thì con nghe điều trị mấy năm rồi, nhưng mà lúc mà sanh bé ra 1 tháng mấy là nó mới tái hiện lại cái bệnh đó các bạn. Đúng rồi đó. Tháng mấy giờ đem lại bản vô cả nhà bản rồi. Dạ. Dạ. Rồi tới vậy rồi hết trơn rồi, khó khăn rồi. Dạ. Rồi cái đi bản là lo tiền nữa, lo đâu có được nữa. Cũng nó cũng biết cái ý đó, nó cố gắng, con cố gắng lặn mổ nè, mà tới cuối cùng bác sĩ là nói cho về. Dạ. Coi như là mình được cái ngoạn qua hả? Coi như là mình có phẫu thuật này kia không hay là bác sĩ cho về? Cũng như là định phẫu thuật ngày mai. Ngày mai thì tính này má nó kể lại là định phẫu thuật ngày mai, nhưng mà trong khi đó nó mệt á. Ừ. Nó mệt đó rồi nó không có được kịp nói chuyện với bác sĩ, rồi nó dặn má nó phẫu thuật ngày mai này nè. Má có lo tiền được không? Rồi má nó mới nói là bây giờ nếu mà con đồng ý thì má sẽ kiếm tiền. Dạ, rồi chưa được kiếm tiền đi nữa, thành ra trong khi đó nó đuối quá rồi, nó mệt, nó đuối, nó nghĩ nói với bác sĩ. Ừ. Rồi lúc đó là mình xin bác sĩ về. Không đâu mà nghe, bác sĩ thấy là cũng như là nó, mẹ nó cũng nói với mình cũng như là nó mệt quá rồi, cho bác sĩ chở nó về. Dạ, dạ. Dạ, cho nó về mà cũng cung cấp xe là này kia nghe, chứ không có đi về tự túc. Dạ, dạ. À, xe về tới đây rồi mới đem vô nhà, rồi nó gặp chị em dòng họ để bà con lại thăm nó. Nó cũng buồn lắm, biết cái số. Dạ. Thế cũng nghĩ là cái số phận mình cũng đã không qua khỏi ha. Dạ. Dạ. Đây câu chuyện đau lòng của chị, đây là một em Trinh cũng đã 24 tuổi. Thì một cái câu chuyện mà đã chia sẻ, gia đình cũng đã cố gắng chữa chạy, lo cái phần tiền. Thì thật sự ra thì coi như là để kiếm cái đồng tiền đó là ngày mai để phẫu thuật, mà cuối cùng thì gia đình cũng đã đưa em về. Thì với cạnh đó thì đưa về là cũng như là mới được có một bữa á cô, có một bữa là coi như là chị không nổi luôn. Dạ, được một đêm đó. Một đêm mà đêm nay là hồi mất đó, là tôi lại nghe nói là tôi lại tới đó là 4:25 đó. Một xe là nó nó thối á, nó ra máu ra gì đó, rồi chị em nó xuống lại tùi lao đó, rồi từ 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 mình nằm nó mất rồi. Dạ, ối ra máu luôn. Dạ. Trời ơi.
có bệnh. Rồi con cũng cảm ơn bà đã chia sẻ nha. Dạ. Thì con cũng mong rằng cái video này hữu duyên đến quý nhà hảo tâm với bà. Dạ. Dạ. Cũng mừng nó cố gắng được là ngày 10 này là mổ rồi mà tiền bạc thì cũng khó khăn giờ hết rồi đó. Dạ, nghe nói căn nhà này là cũng mượn trước thế chấp vậy hả bà? Dạ, cũng như là nó mượn tiền người ta rồi đặng mà nó lo bệnh hoạn vậy đó, mẹ nó cũng khổ lắm đó. Dạ, căn nhà này của mượn của không à? Căn nhà này của mẹ ruột hả? Dạ, mẹ ruột á, nhỏ hồi nãy á. Còn như hai vợ chồng y là đất đã bán hết rồi. Không có gì hết. Dạ, rồi hai vợ chồng tay trắng ha. Ừ. Cũng là cũng như bé trai lớn là được bao nhiêu tuổi bà? Bé trai lớn á. Trai lớn của ai? Của bé Trinh á. Của em Trinh đó. Hằng nãy đó cũng cỡ 4-5 tuổi hằng nãy, hằng ẩm dạ, nãy đó. Dạ, cũng như là được trai, được gái nha. Hình như nhỏ này em trai luôn. Trai luôn. Dạ. Rồi, tội nghiệp nghe nói sanh mà bị hư một cái thận đó ha. Dạ, dạ, dạ. Hư một cái thận mà dạ. Còn đi sanh, dạ. Gán sanh được thêm một đứa con nữa. Bác sĩ, chắc bác sĩ cũng biết là đón không có cho nó sanh đâu. Nhưng mà nó nói cũng như là muốn có con gái á. Dạ. Rồi sanh rồi nó nói bà sanh con trai nữa, tôi cũng lại lấy danh sách tặng mà mình báo cáo bên dân số đó. Dạ, dạ. Nó nói bà ơi con trai nữa bà ơi, thôi bây giờ nếu con trai nữa con khỏe con nghỉ sanh đi nghe, nó nghỉ rồi. Dạ. Nó nói vậy rồi tới chừng nó ăn đi tháng bữa nay này nè, ngày 10 này nó nhập viện luôn. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn bà đã chia sẻ nhiều hết bà. Dạ. Nó phù hết trơn người luôn. Nó hư phù hết trơn rồi. Thấy là tội nghiệp cháu. Đau đớn biết nhiều nói. Đau đớn rồi nó bệnh, nó nằm nó la không à, rồi kêu chồng nó kêu bác sĩ mổ đi đặng cứu. Trời ơi. Cứu cho sống đặng nuôi con. Bác sĩ cũng không dám mổ ha. Không dám, bác sĩ không dám mổ. Em nó vô cái nó kêu ẩm con thôi đi, thì đồng cái nhỏ nó đẻ ra. À. Nó ẩm đi, nó thấy con nó nước mắt nó bay ra. À, lấy con chịu không nổi. Lấy con nó bay mặt ra. Gắn kêu bác sĩ mổ đi cứu nó đặng nó nuôi con đó. Nay hư hết trơn rồi sao mổ. Nó không sợ nó hay. Con chồng nó con. Vừa mổ nó bẻ luôn. Bẻ mặt má luôn rồi. Đây là bể mạch máu. Đang chạy thận á, bẻ rồi ra đi con. Từ cái ung thư máu rồi nó qua tới thận luôn. Dạ. Đó tội nghiệp. Trời cái tuổi đời có 20 năm. Cái bụng to nó gì cô? Nó to. Nó đẻ không được, nó sình nó. Nó sình ra. Dạ. Nó bị đái không được. Dạ. Bị máu đó, nó ư rồi chậm. Rồi nó ra đâu có được đâu. Dạ. Hai vợ chồng không có nhà cửa gì hết, rồi khi mà mất thì đưa về nhà đây, mình đưa về nhà của cô. Ừ. Về nhà đây, rồi mình con mình bỏ đi đâu, phải ban nhà ban cửa đi coi nó. Để giúp mình giúp lo bệnh. Nó giúp cho bệnh đây, tôi ngược hai đứa nè. Dạ, hai đứa con đứa nhà ngã chiếu. Người vợ chồng của em là làm gì cô? Chồng hả? Nó đi mà hướng mà. Nó bệnh hoài đâu có mượn mướn được đâu. Thời gian gần đây nó không có làm. Nó bệnh là đâu đi làm được. Nó mệt hoài đi làm hồ cái điện thằng này nè, thằng này điện. Đây à, cha. Khi mà con gái nó nói không? Có nói gì với cô không? Có gọi lời gì đứa cô không? Nó không có nói gì hết trơn. Nó nói nó về nó nói mẹ có bán nhà không? Người mình cũng giấu sợ nó buồn. Nó nói mẹ không có bán nhà đâu, mẹ đi vay mượn người ta đó hết trăm mấy chục triệu rồi, nói mẹ đi bán nhà rồi con của con ở sau này rồi đỡ đâu. Trời ơi hỏi vậy luôn đó hả? Ừ. Bệnh nhưng mà sao mẹ bán nhà rồi chị sợ con không có nhà ở. Ừ. Không nghe đau lòng, không nghe cái con nhóm này sao. Người mới hỏi hôm qua nghe mẹ ơi đừng có bán nhà con không có nhà ở nha. Người anh hai của nó anh hai đó. Thôi mẹ đi mượn tiền ta nó không có bán nhà đâu. Nó đi mượn tiền để điều trị thôi. Sợ nó buồn nó mau đi nữa. Gán giấu đi cho giữ sức khỏe. Cuối cùng nó cũng đi vậy. Mẹ cứu hết cỡ. Cô có mấy người con? Có hai đứa à, thằng trai với thằng gái. Vậy là có đứa trai đứa gái thôi. Dạ.
có hai đứa rồi. Cô thương, cô gắng mà lo hết sức luôn á nha. Bây giờ mấy đứa nhỏ này không biết sao nè. Không, thì gắng nuôi. Chỉ là từ sanh ra bệnh là cô một tay cô lo quá. Một tay. À, chứ nó bệnh, mẹ bệnh là đâu có lo được cho con đâu. Rồi chồng nó lo cho vợ nó con mà. Nó lo cho con được đâu. Dạ. Mãi chứ có nhà lo cho nó. Hai đứa luôn. Dạ, hai đứa luôn. Có, chồng có hai đứa con rồi. Cái còn mất áo quan này mua hay là xin như vậy? Mua hả? Dạ. Áo quan á, cái hàng á. Hả? Đang mua cho. Này con của nó nè. Nói chung là bệnh nặng lắm. Dạ thì cũng xin nhà quý nhà ở Tâm ơi, thì hôm nay thì cũng như buổi tối rồi, coi như là cùng các anh em thì cũng nhận được một cái thông tin, một cô gái thì cũng mới vừa sanh một tháng thì đã phát bệnh anh chị, và trong khi đó là một tháng rưỡi thì cuối cùng thì em cũng đã ra đi, cũng như bỏ lại hai đứa con ở cả nhà. Một đứa con thì họ lại cả nhà thấy không, còn rất là nhỏ, mà trong khi đó thì trong cái tuổi đời còn muốn sửa anh chị. Nói chung thì một cái câu chuyện cũng rất là đau lòng cả nhà. Thì bây giờ hôm nay thì anh em cũng như đến giờ này cũng rất là tối rồi, thì để cập nhật thông tin thì em cũng đã mất, thì hiện nay thì gia đình cũng đang chuẩn bị tổ chức tang lễ nha cả nhà. Bị vợ nó bệnh, một bị bỏ hai lần rồi á, rồi bị dạ. bệnh đi bỏ lần rồi, lần sau nó để đứa con sau này thì mới có được thăm mấy rồi đi làm người thương nữa, thì người thương chê rồi đi chợ lại tới chê cho về. Dạ. Thì nãy con có nghe nói là khi mà sanh em bé ra thì một tháng mới phát hiện bệnh. Dạ. Thì một tháng rưỡi sau thì cũng mới vừa qua đời. Qua đời thì đúng. Cũng như là thông tin là cho con hỏi là chị ấy là bệnh gì á chú? Bệnh tim vậy đó. Bệnh tim rồi suy thận, tĩnh thận nữa, rồi phổi nữa, đủ thứ chuyện hết. Dạ, coi như là chị ấy là bây giờ là đang hai đứa con phải không? Hai đứa con. Dạ, thì nãy thì con có nghe người mẹ là cũng có bán nhà để chữa trị gì có không chú? Có bán đất nữa. Dạ, thì... Bán hết rồi. Dạ, quá trời tội nghiệp luôn ha. Thì nói chung là còn cái chỗ mình tổ chức tang lễ này là đất của mẹ hay là nhà đất của mẹ? Đất của mẹ. Dạ. Mà nghe nói là căn nhà này bán luôn rồi mà. Là tính bán luôn đó, tính xong xuôi rồi chẳng trả nợ luôn, bị thiếu tiền đi nhà thương hai lần đó. Dạ. Rồi mà chú có nghe thông tin là thiếu khoản nhiều tiền chứ? Chưa biết cái khoản đó, chưa biết. Dạ. Bây giờ con đang bệnh, con đi đang trường hợp này chưa tính toán được. Dạ, coi như là trước mắt là đang tổ chức tang lễ trước ha. Dạ. Con này mới biết là bao nhiêu. Cũng quá là tội nghiệp ha. Rồi cũng tôi ca... nhỏ con này mới sinh thân mới dạ. thăng mấy ngày rồi. Dạ. Thì mẹ mất đi rồi. Đặc biệt đứa nhỏ thì thường á là khi mới sinh á thì lúc nào cũng ở gần mẹ có cái hơi ha. Dạ. Rồi cũng là đang bú sữa. Bú sữa. Rồi nghe bú sữa mẹ đó. Nghe một cái thông tin vậy con cũng rất là tội nghiệp luôn rồi. Quá trời luôn. Thì buổi bây giờ á thì coi như là cái bệnh mà nó đến rồi á là mình không thể trở tay kịp. Trở tay không kịp. Dạ. Cái này đầu tiên cũng cho mẹ cũng cố gắng dữ lắm mà bán đất bán đai hết rồi. Dạ. Chị bệnh cho nhỏ mà chị không khỏi. Dạ. Coi như lúc đó là mình cũng chưa biết là bệnh gì, chỉ phát bệnh rồi là đi lên Sài Gòn luôn. Dạ. Đi chợ rẫy luôn. Dạ. Thì con cũng cảm ơn chú chia sẻ thông tin ha. Dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe ha chú. Dạ cả nhà ơi, sau khi anh em cập nhật thông tin đó thì cả nhà cũng biết thì hiện nay là gia đình cũng đang chuẩn bị liệm nha cả nhà, cũng như là phần phía sau này á là bà con cô bác á thì cũng đang nấu nướng anh chị để tổ chức đó. Những lâu sớm đến chiều buồn vừa để tiếp gia đình để có để làm miếng cháo hay là miếng lẩu gì để tối đang cho những người đến thăm viếng chia buồn cùng gia đình. Mình ở gần đây luôn ha bà dì. Gần đây gì đó, à. Hả cô? À, bán rồi chứ nó đâu có tiền mờ đâu, nằm ở đây là 100 mấy chục dạ. triệu rồi. Trời dạ. Rồi bây giờ chuyển đi chợ rẫy cũng hết 100 triệu rồi. Không có gì đó hả cô? Dạ. Trời, quá thương nghiệp. Thấy nhà thấy gia đình thấy cũng đỡ lắm, tường mà bây giờ là bán có hết trơn. Có đỡ đâu, làm mướn rồi cắt lên á. Dạ, dạng như dành dụm, dành góp này kia. Dạ.
Cô là cái gì của em Trinh? Dạ dì. Bà dì. Ừ. Là coi như là cái người mất là tên gì bà dì? Đã mất tên Trinh á. Ừ. Hôm nay nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi. Dạ. Dạ. Con mới có hai mấy tuổi à. Dạ. Con nữa, nó mới sanh nữa. Mới sanh con tháng mấy? Tháng mấy à? Thì bây giờ thì gia đình cũng lu bu mới quá thì không có chia sẻ được cái câu gì đó. Tại vì công đang chuẩn bị trong thời đó. Lu bu lắm, khó lắm, không có thăm được nhiều. Kêu gọi trên đây không có được. Tại vì lúc hồi sáng thì em thấy cái bài đăng trên Facebook là lúc đó là chị chưa mất anh hả? Dạ chưa mất. Là chị bị bệnh gì rồi? Dạ bệnh anh. Bình động mạch với hư thận với lũng ruột. Rồi, lũng ruột hả? Dạ. Là bao lâu rồi anh? Chị mắc bệnh gì là bao lâu rồi? Cách đây khoảng nửa tháng. Nửa tháng rồi. Dạ. Bác sĩ nói là bị lũng ruột. Dạ. Rồi. Đi chợ gãy rồi bác sĩ chợ trả về. À nằm ở bệnh viện chợ gãy. Dạ. Đưa về khi nào vậy anh? Tôi về tối hôm qua. Tối hôm qua. Dạ. Anh chị là có nhà cửa vậy không? Đi làm dạ gì? Không có. Anh chị đi làm gì? Ở nhà làm tự do với ai mướn gì làm đó. Ở quê mình á. Dạ. Thế chứ bệnh, vợ bệnh thì con nhỏ đâu đi, đâu được, đâu. Thấy con anh hai đứa còn rất là nhỏ luôn. Dạ. Đứa nhỏ là mới con tháng mấy rồi đúng không? Dạ. Nhà cửa thì cũng không có nữa. Dạ. Có cũng cho miếng đất giờ bán lúc trước, 4 năm trước ngủ lần rồi. Bán miếng đất mộ là người giờ mộ vậy nó tái phát lại. À, là dạ. 4 năm về trước hả? Dạ. Đã mổ một lần rồi. Dạ. Cậu bán đất, có miếng đất rồi bán, có nền nhà ha. Dạ. Cậu bán này xong bây giờ là giống như con bệnh tái phát lại. Tái phát lại. Ủa mình không có đi tái khám hay gì sao mà để... Có tái khám mà... Để sao nó phát nặng ra. Dạ. Thế cái lúc tái khám là bác sĩ có nói là còn bệnh không hay là hết? Tại vì cái bệnh kéo tới giờ là 4 năm cũng dài lắm á. À, mổ lần trước là bác sĩ cắt quả thận rồi. Trời ơi. Dạ. Còn có quả thận à. Dạ. Rồi giai đoạn đi lần này là nói giai đoạn cuối luôn. Thận hư rồi. Dạ. Lúc đó là chưa có sanh bé này phải không? Dạ dạ. Là bác sĩ có nói là sau này được sanh không? Có lên hỏi nó sanh được. Được hả? Dạ, mới để đó. Mới để đó dạ. Cái cắt một quả thận rồi sanh thêm một bé nữa. Một bé nữa là quá mừng. Một cái thận còn lại là nó bị ảnh hưởng luôn, nó phát bệnh ra luôn. Phát bệnh lần này nó hư cái quả thận bên kia luôn. Dạ. Nó lọc không được. Đi qua bệnh là nó lọc máu cho không. Dạ. Mới không thôi là sưng phù hết, mình mẩy. Đau đớn lắm. Đau đớn lắm. Dạ. Tội nghiệp vợ. Dạ. Thì là anh nghĩ là còn một quả thận nhưng mà thật sự là nó không có lọc kịp hay này kia rồi nó mới cái tái cái bệnh, nó đẻ ra bệnh dạ, lung hết chân luôn. Tôi lung, lung ruột. Quả thận quan trọng lắm. Dạ. Chuyện người chồng nghe lời không biết trả, không biết tâm sự sao đó với anh chị em. Rồi trong khi đó là gia đình bây giờ khổ là giống như cần sự giúp đỡ này, giống như mình thì có người cho hay là sao? Dạ cũng mình mua thiếu người ta tới làm đám xong mình trả nữa. À. Dạ. Cô nãy nói có ai mua à, em mua cho. Em mua cho hay là mua thiếu hay là cái chuyện hòm em biết em không? Dạ, biết, không biết. Không biết luôn không? Ngày nãy bàn rồi nó chỉ có cha mẹ ở nhà lo cho dạ. Vợ. Thì nói là mới đưa bệnh viện về là chiều nay là mất luôn. Dạ. Thì bác sĩ trả về nói em còn sống khoảng ngày 2 ngày nữa là lâu nhất. Dạ. Mà được có ngày là cũng lúc đó là đưa về là em còn nói chuyện nghe không? Nói chuyện bình thường. Hai đứa nói chuyện bình thường. Dạ. Rồi tâm sự thì sao? Giống như người vợ có dặn dò là con cái thì sao hay là sao không? Dặn dò nói gắn nuôi con. Là biết là chết rồi phải không? Dạ, biết là biết. Sắp chết rồi. Dạ. Quá trời tội nghiệp. Lúc đó là buồn mà biết làm sao em sao? Em cũng nói không được. Nói không lời luôn hả? Dạ. Chỉ biết kinh nghiệp vợ dạ. Ngàn ngàn khóc thôi à. Lúc đưa về là có mình anh em là còn ai nữa không? Có mình anh em đi chăm sóc được gần 20 ngày có anh em chứ có con nhỏ ai đi thay thế được đâu.
con nhỏ thì ngoại giữ. Ngoại nhà giữ. Giống một cái câu chuyện của em gì? Sóc luôn. Sóc Kha cũng mới sanh cũng 21 tuổi, 22 tuổi, kế bên luôn anh chị em. Mới đám ma đây nè, cũng giống hệt luôn, bệnh là sanh con xong được 1 tháng mấy là nằm bệnh được 3-4 tháng trời, cũng bên mạnh thường quân giúp mà cuối cùng cứu không nổi rồi. Nè em này cũng con gái nữa anh chị em. Dây mượn thằng cầm có miếng còn con nhà. Ồ, nhà cầm ai hả? Dạ. Đây giống như cái nhà bán này, cầm lấy một số tiền kiếm đó. Cho ứng trước, ký tên trước, dạ. Nữ ra công chứng sau, tại nhà biết có người bệnh lu bu. Dạ. Giờ mình lo được tới đâu hay tới đó. Dạ. Rồi. Bây giờ là bên vợ thì cô kén cứu vợ mình. Dạ. Bán tất cả rồi mà cuối cùng bây giờ là như vợ thì mất mà nhà thì coi như mai mốt thì không còn nhà nữa. Dạ. Đất hai chồng có cái đất cũng bán hết trơn, bán sạch xanh, sạch bàn xanh hết trơn. Con nhỏ là mốt biết sao. Ông bà chồng thì bây giờ là chỉ có ông bà chồng, người chồng thì sau này đi làm để kiếm tiền sửa tả cho con thì sao giờ. Thì anh chị em cũng cái clip này thì giúp được thì còn hai đứa quá nhỏ anh chị em. Chúng ta giúp của ít lòng nhiều, giúp cho hai bé. Thì đó, hai bé mất có rồi. Mình cũng không có kịp để quay coi bé để đăng cho nó nhìn thấy bé gõ chút, tại nó chụp hình thôi mà. Bệnh cũng dài rồi, hồi đó giờ có nhờ đến cộng đồng cũng là nhờ mình Quân giúp đỡ trong thời gian vừa rồi á. Dạ không có. Có ha, tự nhà mình gồng gánh. Dạ. Hay là mình không biết. Mình không có biết gì. Chỉ là mới hôm qua là nghe nói dạ. Các bạn với Minh Quân vậy phải không? Ai ở Minh Quân phải không? Dạ. Các bạn nghe nói là cần sự giúp đỡ. Lúc đó là vợ chưa có mất. Là hôm qua là bác sĩ nói còn mổ được. Mổ được rồi đi chụp xong nói vẽ rồi. Nhưng mà mổ là khoảng đóng chức ứng tạm ứng là 200 triệu. Rồi nằm hồi sức là một ngày đêm là 10 triệu. Dạ là không biết là trong đó là không biết sống không nữa. Dạ. Nếu bác sĩ khuyên nó điều trị còn số tiền đó, dạ. Không biết là có. Dạ. Bác sĩ nói giờ này giống như là vớt được gì vớt phải không? Dạ. Năm ăn năm thua đó. Cứu được cứu gì cứu, chứ bác sĩ nó không. 98% tử vong. Dạ. Nằm hồi sức là một đêm 10 triệu. Rồi, đang cũng nghe là dạ. Như vậy đó hả, là chưa chuẩn bị tiền đó hả? Dạ. Là 100 triệu mà ứng căn nhà này rồi là coi như là hết rồi, muốn dạ. Hết rồi. Dạ. Mà bác sĩ phán thêm câu nữa là 200 triệu nữa. Dạ. Coi như là nản luôn không? Là kiếm rồi Mạnh Thường Quân mới thấy Mạnh dạ. Quân gì phải không? Mới nhắn tin phải không? Dạ. Anh mới chấp nhận kết bạn hồi lúc nãy luôn không? Mới chấp nhận luôn. Các bạn mới chấp nhận thôi luôn. Vậy là em thấy là mình đăng trên đó rồi em mới vô kết bạn rồi nhớ thăm gia đình sao anh mới vừa xác nhận gia đình vợ mất luôn rồi quá nặng cái căn bệnh nó cũng quá nhanh thì tới 2-3 căn bệnh trong mình nhưng mà gửi nữa rồi trong khi đó còn có một trái thận không mà đâu có còn cái gì để giúp giác lên nữa đâu. Thẳng thường như vậy mẹ thấy anh trai này cũng hiền ha, cố gắng lo cho hậu sự cho vợ đến rồi cũng là gửi lời chia buồn đến gia đình mình ha. Cô rồi nhưng mà Mạnh Thường Quân muốn gửi ít tiền á, gửi cho cô được không? Được. Mẹ vợ được không? Để lo cho phụ lo tiền đồ ăn này kia. Rồi. Chồng này cũng đúng hàng khô à. Bây giờ là bà con cũng như ở xóm Ghiền anh chị đến đây cũng rất là đông rồi cả nhà ơi. Thì nói chung ở đây là cái khu vực này là cái khu vực ở tại phường 5 thì cái xóm này thì nói chung cũng rất là khó khăn rất nhiều anh chị. Thì lúc mùa dịch đó thì thường cũng vào cái xóm này phát gạo rồi phát quà cho những em thiếu nhi đó. Thì nó nằm ở trong cái khu vực này nè. Khu vực này thì cũng khoảng trên 28 hộ là gia đình khó khăn. Thì trong lúc mùa dịch là Cường cũng gồm gã coi như là giúp rất là nhiều ở trong cái tại hẻm này đó nha. Cái ngủ hả cô? Cái ngủ hả?
Cho nó bú xong rồi ngủ rồi. Dễ không con? Dễ, nó không có khóc đâu. Nó đòi bú, bú rồi ngủ. Thèm la hả miệng rồi bú no là ngủ tới. Hai con đến thì con nãy giờ con cũng hỏi thăm á. Ít nhất thì cho anh em con cũng như là thay mặt khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình mình nha cô. Dạ. Thì hôm nay con đến đây con xin phép mạnh quân á. Dạ. Cho cô ít tiền á. Dạ. Mua đồ, mua nhang đèn này cho con. Dạ. Gái. Con gái là tên Trinh đúng không cô? Dạ. Hứa Thị Sơn Linh. Linh hay Trinh? Hứa Thị Sơn Linh. Linh. Ở ngoài Kim kêu nó Chinh, Chinh không à. Dạ, tên Linh. Bao nhiêu tuổi cô? Nó 24. Nó tuổi rộng quá. Dạ. Thì hôm nay con đến đây thì có anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng thì cũng gửi hỗ trợ mình là 500.000. Dạ. Tiếp đó thì cũng có chú Sưng Việt Kiều Mỹ. Dạ. Hỗ trợ là 500.000. Dạ. Tiếp nữa thì có anh Thức Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 500.000. Dạ. Cô Nga, cô Yến, cô Sương Việt Kiều Mỹ là hỗ trợ 500.000. Dạ. Và tiếp đó thì có cô Ngọc Việt Kiều Út thì cũng hỗ trợ là 500.000. Dạ. Đó thì con cũng cùng với anh em đến đây thay mặt mạnh quân rồi gửi cho cô được 2.500.000 nha. Dạ. Giống như bước đầu phụ cho cô vậy đó. Dạ. Cần cái gì mua, mua sữa rồi cho mấy bé nó thấy tội quá. Dạ. Hồi chiều cái cô kia cũng thấy tội nghiệp mua cho hết lon sữa. À. Dạ. Nhị cho tôi xin gửi lời thăm mấy cô. Dạ. Cho mạnh khỏe rồi mần ăn phát đạt. Dạ. Cố gắng nha cô. Dạ. Dạ. Cô cũng cố gắng không có dạ, dám khóc hả? Dạ. Đây con gửi cho cô nha. Dạ. 2.500.000. Dạ. Dạ, đây là số tiền của mạnh thường quân. Dạ, cảm ơn cô mấy cô bển giúp đỡ cho rồi hoàn cảnh khó khăn vậy. Dạ. Cảm ơn nhiều. Mua nhang đèn hay cần thiết cái gì đó trong cái hậu sự của em Linh. Dạ. Hai cô nha. Dạ. Cô cũng rất là hiền. Cũng không biết nói gì hơn thì cho tụi em thay mặt gia đình. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Thì cũng rất là mong khi mà anh em đăng tải video lên thì mạnh thường quân thương. Dạ. Chứ là thương hai bé. Dạ. Giúp đỡ. Tại mẹ mất rồi. Dạ. Mỗi là cô là tay cô chăm sóc á. Dạ. Dạ. Hy vọng là mạnh thường quân thương mà đồng hành với cô để lo cho hai bé nha. Dạ. Dạ. Không gì bằng người mẹ ha. À, bây giờ biết sao bây giờ. Không biết sao, bệnh mà. Dính vô cái bệnh nhà bò. Hết trơn, hết sức mình quá. Một người phụ nữ mà... Có cái gì cũng bán hết trơn. Miễn là con mình sống mà nó không sống với mình nữa. Cái gì cũng bán hết. Cái gì cũng bán hết. Rồi đi năn nỉ người ta mua nhà nữa đó. Ây ơi, không có giấy tờ nên là không có giấy tờ, không có mua cao đâu. Giấy tay không à, giấy tay không. Không có giấy giá. Ờ không có giá, bởi vì nhà này mà mua 300 mấy thì chỉ có không có giấy mới bán được thôi. Dạ. Tới có cái nhà mà cũng không có dự nổi. Dạ. Cô cố gắng. Dạ, cố gắng. Rồi cô cứ làm gì làm đi ha. Dạ. 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 Cảm ơn. Dạ thì sau khi hoàn cảnh thì giờ này cũng đã tối rồi, cả nhà cũng đã 7 giờ rồi thì anh em thì cũng đã cùng các như anh em của nhóm người Bakina. Thấy chị mất là mình buồn đúng không? Buồn quá, xúc động anh chị em ơi. Lũ thì không có thấy gì. Hà Bắc Tấn và Tùng Cường thì nó cả nhà giờ này cũng đã biết thì sau khi mà Cường cũng vừa đi làm về cả nhà thì cũng đang giặt đồ thì sau khi nhận được cái thông tin xong thì anh em cũng như đến để cố gắng cập nhật thì Cường hy vọng rằng cũng như đoạn video này thì cũng mong quý nhà hảo tâm cũng như có duyên giúp cho gia đình cũng như là trang trải trong cái đám tang. Thì cuối lời thì Cường cũng xin chúc tất cả những ông bà cô chú cũng như quý nhà hảo tâm cũng một năm mới an khang thịnh vượng, vui và giàu sức khỏe.